Kính chào quý vị đang đến với chương trình Quốc phòng toàn dân. Bắt đầu chương trình, mời các đồng chí và quý vị cùng theo dõi một số tin hoạt động nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh. Trong tuần, tại Trung đoàn Binh Đạm, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 3 năm 2023. Dự hội kỳ có đại tá Ghim Đức Trọng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Trong thời gian 12 ngày, 105 học viên là trưởng phó phòng các sở ngành, bí thư phó bí thư Đảng ủy cấp xã, chủ tịch phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, Hội đồng dân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc cấp xã và các đối tượng tương đương được truyền đạt 19 chuyên đề gồm nội dung cơ bản của luật quốc phòng an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới, trách nhiệm của cơ quan tổ chức địa phương xây dựng khu vực phòng thủ, một số vấn đề về phòng thủ dân sự và an ninh phi truyền thống, kiểm tra bắn súng K-54. Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Nghiêm Đức Trọng yêu cầu ban tổ chức lớp học và giảng viên thực hiện công tác quản lý, duy trì chặt chẽ, đề nếp chế độ học tập theo môi trường quân đội, chuẩn bị tốt giáo án bài giảng và điều kiện giảng dạy đạt chất lượng hiệu quả. Đối với các đồng chí học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc hợp lý, tham gia học tập đầy đủ, chấp hành nghiêm mọi nội quy quy định của lớp học. Trong quá trình học tập cần trao đổi làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, làm cơ sở cho việc vận dụng, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên từng cương vị chức trách ở cơ quan đơn vị. Ban Chỉ huy quân sự thành phố Phổng Tàu phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ cơ khí hàng hải BTSC đã tổ chức lễ bàn giao già, nhà, nhà tình nghĩa quân dân tặng gia đình đồng chí Phan Duy Tâm là sĩ quan dự bị có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà cấp 4 được xây dựng trên đền đất của gia đình ở thôn 1 xã Long Sơn, thành phố Dung Tàu có diện tích 70m2 tường xây mái lợp tôn nền lát gạch men gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, một bếp và công trình phụ với tổng kinh phí xây dựng 160 triệu đồng. Trong đó, ban chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu vận động công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ cơ khí Hàng Hải BTSC hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại do thân nhân gia đình đóng góp thêm. Đồng chí Phan Duy Tâm có vợ và hai con nhỏ, vợ đồng chí làm việc ở xã thu nhập thấp, kinh tế gia đình khó khăn, chưa có nơi ở ổn định. Việc xây dựng nhà tặng đồng chí Tâm là việc làm ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng ủy, ban chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ cơ khí hàng hải BTSC nhằm tạo điều kiện cho gia đình đồng chí Tâm sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó quân dân, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp bộ đội cụ hồ. Đảng ủy xã Phước Hưng, huyện Long Điền phối hợp với lữ đoàn 171 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức tuyên truyền biển đảo cho lãnh đạo các bang, ngành đoàn thể, xã, tổ trưởng, tổ phó, các tổ dân cư và các hộ dân hạch kề đánh bắt hải sản, thuyền, thúng trên địa bàn xã. Tại hội nghị, báo cáo viên của Lữ đoàn 171 thông tin đến cán bộ đảng viên ngư dân tình hình biển đảo trong thời gian gần đây, vai trò đồng cốt của lực lượng hải quân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và thèm lục địa thiên liêng của Tổ quốc quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng, nhà nước về chủ quyền biển đảo. Ngoài ra, các tuyên truyền viên của Lưu đoàn 171 còn trực tiếp hướng dẫn ngư dân đánh bắt thủy sản an toàn trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Trong tuần tại Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện Côn Đảo, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Quân Y 7A Cục Hậu Cần Quân Khu 7 đã tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Đối với các trường hợp bệnh chẩn đoán nguy hiểm, các bác sĩ đã tư vấn giới thiệu người dân đến tuyến trên để kiểm tra sức khỏe. Ngoài khám bệnh, các y bác sĩ còn tư vấn sức khỏe, hướng dẫn cách phòng tránh bệnh tật cho người dân. Thưa các đồng chí và quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu với vị trí đặc biệt quan trọng là cửa ngõ phía đông của vùng Đông Nam Bộ, nằm án ngữ trên con đường biển quan trọng dẫn vào thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng khu vực phòng thủ Bà Rịa Vũng Tàu là địa bàn trọng yếu trong việc xây dựng tuyến phòng thủ chủ yếu hướng biển của quân khu 7. Thực hiện kỳ quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ hướng biển để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế xã hội. Bà Rịa Vũng Tàu có đường bờ biển dài trên 305 km và trên 100.000 km thềm lục địa, nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, giữ vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đảm nhiệm tuyến phòng thủ hướng biển của quân khu 7 và cả nước nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng trên. Từ năm 2013 đến nay, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luôn phát huy vai trò đồng cốt, chủ trì phối hợp tham mưu giúp cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu, hoạt động có hiệu quả. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đầu tư hơn 2.289 tỷ đồng cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ tổ chức 194 đợt diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh ven biển, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh. Trong những năm qua thì tỉnh ủy, ban tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng, tăng cường quốc phòng an ninh. Cũng quan tâm đầu tư xây dựng quy hoạch quân sự À, các căn cứ công trình chiến đấu gắn với việc tổ chức và đảm bảo tốt cơ sở vật chất trang bị cho lực lượng vũ trang. Trong đó, nhiều dự án hàng mục công trình chiến đấu đã được xây dựng đảm bảo chất lượng. Mặt khác, tỉnh cũng đã tập trung đẩy mạnh việc đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hiệu quả công tác học tập, quản triệt tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong 10 năm, bà Rịa Dũng Tào đã tổ chức 298 buổi học tập quán triệt tinh thần nghị quyết Trung ương 8 cho 57.284 cán bộ cấp ủy, các cấp hội đoàn thể chính trị xã hội và cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên quần chúng trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 nêu rõ: phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội kinh tế là nền tảng vật chất của quốc phòng an ninh bảo vệ tổ quốc để khai thác hết các thế mạnh tiềm năng của tỉnh phục vụ phát triển kinh tế nhanh bền vững trong 10 năm qua các chỉ tiêu về phát triển kinh tế của tỉnh đã dần chuyển dịch từ phát triển mạnh kinh tế biển xây dựng bà rịa vũng tàu thành tỉnh công nghiệp và cảng biển theo hướng hiện đại theo tinh thần nghị quyết đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 chuyển thành tiếp tục phát triển bà rịa vũng tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp cảng biển du lịch và nông nghiệp công nghệ cao từ năm 2013 đến nay, nền kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Năm 2022 ước đạt gấp 1,7 lần so với năm 2013. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với công nghiệp xây dựng chiếm trên 70%. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng trên 280 triệu đồng một người, tăng gấp 3 lần so với năm 2013. Xác định dân có giàu, nước mới mạnh, từ đó mới đóng góp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Công tác chính sách bảo đảm an sinh xã hội được tỉnh quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả. Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết số 05 ngày 10 tháng 12 năm 2021 về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong đó xác định quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và những chính sách đột phá nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, xây dựng tỉnh thịnh dưỡng an toàn, dân chủ công bằng, văn minh và bền vững. Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng. Hội đồng dân dân tỉnh đã đưa tiêu chí này vào nghị quyết theo từng nhiệm kỳ và trong từng năm. Đến cuối năm 2022, tỉnh đã không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia, trong công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, tỉnh đã tập trung huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng đời sống của người dân có công, gia đình chính sách trên địa bàn. Trong 10 năm, tỉnh đã giải quyết chế độ theo các quy định của Thủ tướng Chính phủ cho gần 14.000 trường hợp, đề nghị phong tặng truy tặng 4.472 mẹ Việt Nam anh hùng. 100% gia đình người có công trong tỉnh có mức sống ngang và cao hơn mức sống trung bình của người dân cùng nơi cư trú. Ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo tổ chức quán triệt nội dung này đến toàn thể cấp ủy chính quyền, mặt ban ngành cũng như lực lượng vũ trang các cấp, ban các sự đảng ủy ban, ủy ban tỉnh cũng cụ thể hóa trong quá trình xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, trong đó xác định tập trung phát triển kinh tế để có điều kiện tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh đồng thời bảo đảm quốc phòng an ninh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế các nội dung quy hoạch và các định hướng phát triển ngành lĩnh vực được đặt trong mối quan hệ bảo đảm quốc phòng, đặc biệt là đối với việc quy hoạch sử dụng các điểm cao, các vị trí có vị địa hình quan trọng và khu vực ven biển. Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 cũng nhấn mạnh việc củng cố quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, bảo đảm vừa phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước, vừa đủ sức bảo vệ tổ quốc trong mọi tình huống, hàng năm căn cứ vào các nghị quyết chỉ thị hướng dẫn của trên và tình hình thực tế của tỉnh trên cơ sở tham mưu của các cơ quan công an quân sự biên phòng tỉnh tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh giáo dục quốc phòng an ninh và đề ra các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tỉnh ủy đã chỉ đạo lực lượng quân sự công an biên phòng duy trì nghiêm chế độ huấn luyện trực sẵn sàng chiến đấu xử lý những tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ. Bằng nhiều biện pháp phòng ngừa, các lực lượng đã đấu tranh trấn áp tội phạm, loại trừ nhân tố gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các phương án chiến đấu phòng không này luôn đòi hỏi là phải chấp thời cơ, không bao giờ được chủ quan, chậm thể. Chính vì vậy, đơn vị tập trung huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, huấn luyện xen kẽ ban ngày và ban đêm sát với thực tế chiến đấu, nắm chắc tính năng kỹ chính thuật, sử dụng thành thạo vũ khí khí tài trang bị có trong biên chế, nâng cao khả năng tác chiến, hiệp đồng khẩu đội, trung đội, nâng cao chất lượng tổng hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Xác định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên hội viên, tầng lớp nhân dân phòng chống tội phạm, tai nạn xã hội. Các lực lượng bộ đội biên phòng ở khu vực biên giới biển cũng phát huy sức mạnh của toàn dân, củng cố thế trận phòng thủ hướng biển của Bà Rịa Vũng Tàu, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là cái lực lượng mà góp phần to lớn trong công tác là bảo vệ chủ quyền biển đảo để cho ngư dân là vươn khơi bám biển và qua đó là góp phần hiệu quả trong cái các mặt công tác biên phòng là xây dựng thế trận biên phòng vững chắc. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm vững mạnh rộng khắp, đạt tỷ lệ 1,4% dân số. Mỗi xã phường duy trì một tiểu đội dân quân thường trực, mỗi huyện, thị xã thành phố một trung đội dân quân thường trực được luân phiên huấn luyện sẵn sàng xử lý các tình huống. Đã có 20 đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài được thành lập trong giai đoạn 2018-2022. Khả năng quy động dân quân tham gia làm nhiệm vụ đạt trên 90%. Lực lượng dự bị động viên được biên chế đạt 100% các đầu mối đơn vị theo khung thời chiến. Hàng năm được đăng ký, quản lý, huấn luyện, bảo đảm sẵn sàng bổ sung cho lực lượng thường trực khi có tình huống xảy ra. Đặc biệt, từ bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8, đã khẳng định quan điểm của ông cha ta là lo giữ nước từ khi nước chưa nguy. Quan điểm này thể hiện tầm nhìn chiến lược, tính chủ động sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thời gian tới đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu đề xuất với tỉnh ủy ủy ban nhân tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương xây dựng tiền lực quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc và vững mạnh xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, góp phần bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa trong tình hình mới. Bên cạnh thời cơ, thì chúng ta đứng trước những cái thách thức rất đáng quan tâm, phải hết sức cảnh giác trong vấn đề này. Mà trong đó là có các tỉnh gian biển mà cái dung trọng điểm là về trường dân tàu của chúng ta. Một vấn đề nữa là nguy cơ về an ninh phi truyền thống các đồng chí thấy đúng là cũng khó lường thật, Covid-19 vừa xảy ra như thế nào? Không gian chiến tranh trước đây là chúng ta chúng nghĩ là chỉ có đất liền, có biển, có bộ thôi, nhưng bây giờ là còn có trên môi trường không gian mạng, môi trường vũ trụ, có môi trường là trong lòng đất và dưới đáy đại dương. Đấy thấy rất là rất là rõ các anh chí thì đây là cái phương thức nó cũng sẽ khác rất nhiều, không còn có tuyến tuyến, không còn có hậu phương qua 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 trong bối cảnh vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa có những khó khăn thách thức rất lớn do biến động phức tạp của tình hình thế giới khu vực, nhất là tình hình biển đông căng thẳng phức tạp, có lúc cận kề chiến tranh. Song dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn diện lãnh thổ quốc gia, Trước yêu cầu cách mạng, phương châm phương thức bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, toàn đảng, toàn quân, toàn dân Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục đổi mới trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Quý vị vừa theo dõi chương trình Quốc phòng Toàn dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.